Xin chào anh em. Anh em nào mà muốn cái con cầy hương cái của mình ấy mà nó nhanh lên giống ấy thì anh em xem hết video này của mình, thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm và mình sẽ giải thích cho anh em mà như thế nào là con cái nó sẽ làm nào để con cái nó sẽ nhanh lên giống được. Thì cái yếu tố đầu tiên là con cái mà nó muốn lên giống được ấy là nó phải đủ tuổi, không thể nào mà nó non quá mà nó không bắt nó lên giống là nó không thể nào mà lên giống được. Cái trường hợp đấy là không thể đấy. Thế thì yếu tố đầu tiên trước hết là nó phải đủ tuổi, cái tuổi sinh sản của nó thì mới được. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố đảm bảo cái chất dinh dưỡng trong cái môi trường nuôi nhốt. Trước tiên là muốn nó lên giống thì nó phải có sức khỏe tốt, nó phải đầy đủ dưỡng chất, nó phải sức khỏe nó phải phải khỏe đã. Đôi khi là chúng ta trong cái quá trình chăn nuôi chúng ta cho ăn những cái đồ ăn hàng ngày, ví dụ như là cá hoặc là chuối hoặc là cám gì đó, hoặc là ếch hoặc là chuột hoặc bất kỳ cái gì đó, thì đôi khi là nó chỉ là cái bổ sung cái chất đạm thôi, còn đôi khi là nó vẫn thiếu hụt nhiều chất. Thì để mà cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cái con vật nuôi ở trong môi trường nuôi nhốt thì nó có 6 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là protein, đó chính là đạm. Yếu tố thứ hai đó là cái vitamin. Cái yếu tố thứ ba là axit amin. Cái yếu tố thứ tư là khoáng. Khoáng thì nó bao gồm khoáng vi lượng và khoáng đa lượng. Và cái thứ sáu là nó là enzyme. Đấy là 6 cái yếu tố đấy thì chúng ta phải cung cấp đủ cho nó. Bất kỳ con vật nào nó cũng vậy, nó phải có 6 yếu tố đấy thì nó mới phát triển đầy đủ được. Thì trước hết là chúng ta phải cung cấp cho nó đầy đủ đã. Cái việc đầy đủ đã thì sau nó mới cái sức khỏe nó có đủ thì nó mới bật lên, nó mới hoàn thiện cái cơ thể nó thì nó mới có thể là lên giống được. Còn nếu như chúng ta cứ để cho nó thiếu hụt thì nó sẽ phải ăn, nó sẽ phải bổ sung làm sao để đến khi nào mà nó đủ thì nó bắt đầu nó mới có thể bật lên và nó tiến hành cái quá trình lên giống và hoàn thiện cái việc sinh sản ở cái con vật này nó là như vậy. Thế khi mà anh em chúng ta mà nuôi ấy, thì chúng ta phải làm cái việc đó là ngoài cái việc bổ sung cung cấp cho nó những cái 6 cái yếu tố như mình vừa nói ở trên, thì nó cần phải chúng ta cần phải tăng cái sức đề kháng cho nó để nó chống chọi được tốt trong cái quá trình là nuôi nhốt. Vì cơ thể thì bao giờ nó cũng có cái phần vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại. Khi mà cơ thể khỏe thì nó sẽ lấn át được, còn khi mà cơ thể nó yếu thì nó sẽ những cái vi khuẩn có hại nó sẽ tấn công và làm cho cái vật chủ của mình nó yếu đi. Thì mình đã có cái bộ ba sản phẩm mình đã giới thiệu đến anh em. Nếu mà anh em mà quan tâm thì anh em có thể là trải nghiệm dùng thử, chi phí nó khá rẻ để cho một cái trại của mình. Hơn nữa, một yếu tố nữa mà để cho con cái nó lên giống ấy thì nó cần phải yếu tố là cái mùa giao phối của nó, cái mùa sinh sản nó. Thì con này nó sẽ bắt đầu mùa sinh sản, nó vào như ở ngoài Bắc nó sẽ vào khoảng tầm độ cận Tết, qua Tết và đến tháng 3 dương lịch thì nó bắt đầu là nở rộ, là tất cả là đồng loạt nó lên giống. Thì mình lại có một cái áp dụng hơn, đó là mình khi mà đẻ ra thì mình tách hết ra nuôi bộ thì con cái nó lại tiếp tục nó quay lại để nó lên giống và nó giao phối cái lứa tiếp theo. Thì đến thời điểm này mình đã đang ghép lứa thứ ba, đang bắt đầu giao phối lứa thứ ba đây.
những con này là bắt đầu là có biểu hiện là căng thẳng, thì nó cũng đã chuẩn bị đến ngày để mình ghép phối sang bên chùm bên kia. Đây là con này cũng đẻ hoàn thiện xong lứa thứ hai rồi. Hôm nay là ngày mùng 10, 10 tháng 8 thì mình đã bắt đầu mình chuẩn bị ghép lứa thứ ba. Đây con này cũng vậy, nó đang loanh quanh. Đấy, chia sẻ với anh em như vậy. Chúng ta muốn lên giống thì chúng ta đừng có thúc ép bằng cái vitamin ADE hay là mua cái thuốc lên giống mà chúng ta tiêm hoặc là kích thích cho nó. Thì nếu như mà chúng ta mà đã nuôi cái con vật mà để nó bị thiếu hụt ấy, hoặc là để cho nó viêm nhiễm ở trong cái bộ phận sinh sản của nó ấy, thì chúng ta có tiêm hết cả lọ hoặc tiêm hết cả 10 lọ hoặc là cho ăn thì ăn hết cả 10 gói thì nó cũng không thể nào lên được. Thì cái đấy là chúng ta không hiểu cái bản chất của nó. Bản chất của nó là chúng ta phải nuôi chúng nó khỏe, khỏe đủ chất thì nó mới đẻ ra miếng được, thì nó mới tiếp tục là nó có sức để nó tiếp tục nó làm cái nhiệm vụ nó là cái nhiệm vụ sinh sản. Còn nếu như chúng ta mà cứ không hiểu biết mà chúng ta cứ chỉ có nghe anh em tư vấn là mua thuốc lên giống hoặc là chúng ta xem trên mạng và mua thuốc lên giống cho nó ăn thì không thể nào lên được anh em nhé. Chúng ta chỉ có kết hợp thôi, nghĩa là nuôi là phải cho nó ăn đủ chất dinh dưỡng với 6 yếu tố mình nói ở đầu video, và sau đó là hỗ trợ nó, gọi là hỗ trợ thôi thì được, chứ còn nếu mà bảo là kích nó lên giống thì không thể nào mà kích được. Đấy. Thì đấy là mình chia sẻ với anh em như vậy. Thì cái bộ ba sản phẩm mình có giới thiệu anh em thì cũng rất là nhiều anh em đang trải nghiệm. Thì mình cũng cam kết với anh em là trong vòng 10 ngày khi mà anh em trải nghiệm thì cái con vật của mình nó sẽ thay đổi chóng mặt. Thì nó sẽ thay đổi ở cái là cái thứ nhất là nó sẽ thay đổi về cái bộ lông. Nó đang ví dụ như anh em nuôi mà lông nó đang bị sơ xác, nó thành từng bết một mà nó không mượt, nó không có chất, nhìn nó không thấy mượt lông. Thì đấy là cái biểu hiện đầu tiên chúng ta thấy là khi mà dùng cái trải nghiệm cái sản phẩm của mình. Cái thứ hai là về cái phần men tiêu hóa là nó sẽ giúp cho cái con vật nó ăn bao nhiêu thì nó sẽ hấp thu hết vào cơ thể nó và nó sẽ không bị lãng phí cái chất dinh dưỡng. Đấy, nó sẽ nuôi cái men ở trong ruột nó và nó sẽ giúp tiêu hóa hết thức ăn và ngấm vào cơ thể nó để con vật nó hấp thu. Cái thứ ba là nó tăng cường sức đề kháng cho con vật để nó chống chọi được những cái tác nhân không tốt bên ngoài mang vào cho nó. Thì nó sẽ giúp cái con vật luôn khỏe mạnh. Đấy, nhất là ở cái khu vực miền Bắc mình, thời tiết nó đang rất là khó chịu, thay đổi thất thường, lúc mưa lúc nắng thì con vật nó rất là hay bị ảnh hưởng. Thì anh em nào mà có muốn trải nghiệm thì mình có để số điện thoại ở góc trái màn hình, thì anh em có thể trải nghiệm, chi phí rất là rẻ. Như cái trại của mình cái này nó rất là nhiều, mà mình dùng một ngày nó chi phí nó khoảng tầm độ 3-5 nghìn trên tổng trại, thì nó cũng khá là rẻ, thì anh em có thể trải nghiệm. Thì đấy là chia sẻ anh em là nếu mà chúng ta muốn cho chúng ta nuôi thì ai cũng mong muốn là phải đẻ nhanh, đẻ nhiều và đẻ chất lượng, thì chúng ta cần phải làm những việc như video mình chia sẻ. Xin chào anh em.